Thật sự thì làm bánh gì có baking soda chứ làm bánh bò thì Ri thấy không cần thiết. Nguyên nhân thứ nhất là vì Ri thấy mọi người khó tìm baking soda quá. Còn thứ hai là mọi người làm baking soda thì nó hay bị đắng. Chính vì vậy cho nên là công thức này Ri sẽ dành cho những bạn nào mà hồi xưa giờ làm bánh bò lúc nào cũng bị fail và Ri chỉ dùng bột nở thôi, cho nên là những bạn nào mà không có baking soda cũng đừng có lo nha. Ok, làm với Ri nhé. Toàn bộ các nguyên liệu sử dụng thì Ri có để tổng hợp ở cuối video. Mọi người xem tới cuối là sẽ thấy ha. Làm bánh bò thốt nốt thì tất nhiên không thể nào thiếu đường thốt nốt rồi. Mọi người sử dụng loại nước cũng được hoặc là sử dụng loại mà người ta nén thành khối cũng được ha. Loại mà nén thành khối á thì mọi người nhớ đập nhỏ ra để cho nó dễ tan nhé. Mình thêm vào đường 30g nước tương ứng với 2 muỗng canh á. Trong quá trình đun á thì mọi người lưu ý cho Ri là mình sẽ không có khuấy nha. Muốn đường nó được đều á thì mọi người chỉ cần lắc chảo như thế này nè. Tới khi nào mà đường tan chảy hoàn toàn rồi á thì mọi người sẽ tắt bếp, sau đó thì mình sẽ thêm một muỗng canh nước còn lại vào. Mục đích là để cho đường nó nguội bớt á mọi người. Mình đảo đều, sau đó thì mọi người sẽ thêm phần nước cốt dừa vào nha. Mọi người khuấy cho nước cốt dừa hòa quyện vào với phần đường là ok. Lúc này mọi người sờ vào hỗn hợp, nếu như mà thấy nó còn ấm ấm á thì mình ok, mình thao tác tiếp. Còn nếu như mà mọi người thấy nó còn nóng á thì mình sẽ đợi lại cho tới khi nào mà nó còn ấm ấm thôi, ấm ấm như nước tắm gì đó thì mình mới làm tiếp ha. Khi mà hỗn hợp nước đường đã còn ấm ấm rồi thì mọi người sẽ tiến hành rây bột. Mình sẽ rây mịn bột năng và bột gạo vào trong tô. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục thêm phần hỗn hợp nước đường vào, dùng với lòng sắt đảo đều cho hỗn hợp hòa quyện. Khi mà đảo á thì mọi người lưu ý cho Ri là mình chỉ đảo theo một chiều thôi ha. Cùng chiều kim đồng hồ hay là ngược chiều kim đồng hồ đều được, nhưng mà nhớ là một chiều thôi nhé. Mọi người cứ đảo từ từ cho tới khi nào mà nó đều như thế này là ok nè. Đoạn này thì mọi người cứ đảo càng lâu càng tốt, hoặc là nếu như mà có máy đánh trứng á thì mọi người dùng máy đánh trứng mình đánh luôn cũng được ha. Đánh càng lâu á thì bánh càng mềm chứ không gì hết trơn á. Trộn đều xong thì mọi người sẽ để cho hỗn hợp của mình thật là nguội, nguội mà kiểu nguội ngắt luôn á. Khi đó thì mình sẽ thêm trứng vào. Trứng này mọi người nhớ là phải để nguội ở nhiệt độ phòng nha. Tuyệt đối là không sử dụng trứng lạnh nhé. Mình sẽ rây trứng thật là kỹ. Để mà rây trứng được nhanh hơn á thì mọi người sẽ dùng phới á, mình cạo cạo ở dưới đáy rây như thế này nè. Khi đó thì nó xuống rất là nhanh. Nếu như có vani á thì mọi người sẽ thêm vào vani cho thơm nha. Còn nếu mà không có thì bỏ qua cũng được. Mình rây trứng thêm một lần nữa vào trộn chung với phần bột. Mọi người nhớ là trộn một chiều thôi nhé. Sau đó thì mình sẽ rây lại hỗn hợp từ 2 cho tới 3 lần. Nhớ là phải rây thật là kỹ nha. Ông bà nào hời hợt đoạn này làm bánh phèo ráng chịu à? Rây xong thì mọi người sẽ thêm vào dầu dừa. Dầu dừa sẽ giúp cho bánh rất là thơm luôn. Còn nếu như mọi người không có dầu dừa thì mình có thể sử dụng loại dầu khác cũng được. Nhưng mà đừng có sử dụng cái loại dầu nào mà mùi nó nồng quá ha. Ví dụ như là dầu phộng nào là tuyệt đối không nha. Hoàn tất rồi thì mọi người sẽ chuẩn bị cho Ri cái khuôn. Khuôn ở đây Ri sử dụng là khuôn vuông. Mọi người cũng có thể sử dụng khuôn tròn cũng được nhé. Hoặc là hình chữ nhật gì cũng được hết trơn á. Nói chung là khuôn nào cũng được, mà miễn sao á cái phần bột của mình đổ vào khuôn thì nó tầm một nửa, chứ đừng có đổ cao quá nha. Tại vì nó còn nở nữa đó. Mình sẽ thoa dầu ăn lên đều khuôn. Sau đó thì mọi người sẽ cho cái khuôn này vào trong lò nướng. Mình sẽ nướng ở 200 độ trong vòng 10 phút. Nướng mỗi khuôn thôi ha, để cho nó nóng khuôn á mọi người. Làm cái bánh bò này là phải làm vậy á. Khi mà gần hết 10 phút á thì mọi người sẽ cho bột nở vào trong bột. Mọi người nhớ là mình chỉ cho bột nở khi mà chuẩn bị nướng ha, chứ không có cho trước. Cho trước là bánh không có nở đâu. Sau khi mà đã cho bột nở vào trộn đều rồi á thì mọi người sẽ quan sát trên bề mặt bột, bọt khí nó nổi lên quá trời luôn. Phải nhiều bọt khí như vậy thì nó mới chuẩn ha. Chứ mà mọi người thấy không có bọt khí nổi lên có nghĩa là bột nở đó nó bị fail rồi đó. Khi đó thì mình sẽ không có cho vào nướng, tại vì cho vào nướng thì nó cũng không có nở đâu. Nó thành bánh đúc luôn đó. Cho bột nở vào xong thì ngay lập tức mọi người sẽ lấy cái phần khuôn ra. Mình nhanh chóng rây bột vào. Khi mà rây vào á thì mọi người sẽ nghe tiếng xèo xèo nhỏ nhỏ, tiếng xèo của dầu nóng đó mọi người. Sau đó thì ngay lập tức mọi người cho khuôn vào nướng. Mình sẽ nướng ở hai mức nhiệt khác nhau. Lần đầu là 180 độ trong vòng 8 phút, sau đó thì mọi người sẽ giảm về 160 độ và mình nướng thêm 47 phút nữa nha. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể nướng bằng nồi chiên không dầu nhé. Cách làm bánh bò thốt nốt bằng nồi chiên không dầu thì Ri đã lên video rồi. Ri có để ở dưới phần caption á thì mọi người bấm vào đó coi nha. Chăng! Bánh ở căn phòng nhìn mê ly luôn á mọi người. Sau khi bánh chín á thì mọi người sẽ ấp ngược bánh lại để cho nó nguội ha. Hoặc là nếu như mọi người muốn ăn nóng á thì mình có thể lấy bánh ra ngay lập tức cũng được. Cá nhân Ri thấy bánh bò thốt nốt ăn nóng ngon hơn á mọi người. Bánh thành công là khi mà bánh nở căng tròn, tạo rễ tre rất là nhiều luôn. Mọi người nhìn nè, rễ tre quá trời luôn á. Bánh rất là mềm và dai. Khi mà ăn vào á thì mọi người sẽ cảm nhận được rõ rệt cái vị nước cốt dừa cộng thêm với đường thốt nốt thơm lừng luôn á. Đây là một công thức bánh mà Ri nghĩ là mọi người không nên bỏ qua đâu. Thật sự nó rất là ngon luôn á mọi người. Đừng nên bỏ qua nha. Nếu như trong quá trình làm á mà có bất kỳ thắc mắc nào thì cứ comment bên dưới, Ri sẽ giải đáp cho. Ri chúc mọi người có một buổi chiều thật là an nhiên và nhớ là bánh bò nha. Bye bye.